Nếu mà mọi người đang tìm kiếm một mẫu bàn ăn mà vân nhiều có giá trị á, thì mọi người phải tham khảo ngay cái mẫu bàn ăn mà ngày hôm nay em quay ha. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người là một mẫu bàn ăn với thiết kế theo kiểu truyền thống Chạm Đào, hết sức là phong thủy. Và cái bộ này á, thì nó sẽ được làm 100% là gỗ cẩm lai của Việt Nam, Campuchia. Thì nhắc tới loại gỗ này á, thì chắc hẳn là ai cũng biết là đây là một cái loại gỗ mà nó có giá trị cực kỳ cao đúng không mọi người? Thì bây giờ đó là những vị đại gia hay là săn tìm mua những cái loại gỗ này để mà mình trang trí trong nhà. Đó, nhắc tới vân gỗ đẹp á hả, thì không thể nào mà bỏ qua được cái loại gỗ này. Đó. Và ngày hôm nay thì em sẽ quay cho mọi người một mẫu bàn ăn với cái kích thước là bàn tròn ha. Và cái phần bàn này thì nó sẽ có đường kính là 1,33 m và chúng ta có thể kê ở đây là 8 ghế nha cả nhà ơi. Rồi thì mình nói sơ qua về một phần bàn một chút xíu đi ha, em sẽ kéo ghế ra cho mọi người dễ xem. Thì ở cái phần bàn này với cái kích thước diện tích mặt bàn rất là lớn ở đây, thì như mọi người có thể quan sát được ở cái mặt bàn em sẽ làm theo kiểu là dạng là mặt khung tranh, và ở bên trong đây á thì nó sẽ có rất là nhiều những cái phần vân gỗ được tuyển vân nè, rất là đẹp luôn mọi người. Đó, mọi người nhìn ở bất kỳ cái góc độ nào mọi người cũng thấy là cái bộ này á, vân của nó phải gọi là rất là đẳng cấp luôn ha. Đó, và ở cái phần bàn thì nó sẽ là vành 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 trơn thôi, nhưng mà ở dưới cái phần rìm á thì sẽ là có chạm thêm là những cái đường nét hoa văn nè, tạo nên cái điểm nhấn cho cái rìm của cái bàn này ha. Đó, cái bàn này rất là to luôn. Và ở đây khi mà em ngồi vào á thì đây mọi người có thể thấy được bàn nó cực kỳ lớn, khi mà mình sử dụng á thì sẽ rất là thoải mái. Và để tạo nên cái sự mà tiện dụng cho mọi người nữa thì bên em sẽ tặng cho mọi người thêm một cái mâm xoay như thế này đó, để cho mọi người có thể sử dụng được tiện lợi hơn ha. Đó, và ở phía dưới bàn này á thì nó sẽ có là thêm là những cái phần mà than đố, thì bên em sẽ gia cố thêm là gỗ qua đỏ. Và ở phía dưới ở những cái thanh đỡ thì nó sẽ là một cái phần bệ chân nó hết sức là dày đặc và cầu kỳ luôn mọi người. Đó, cái phần bệ chân này nó sẽ gồm có bốn cái trụ lớn, trong đây thì nó sẽ là có một cái bầu đặt, thì toàn bộ cái phần bệ chân này thì đều là gỗ cẩm lai hết, chỉ có mấy cái than đố ở trên đây là gỗ gõ đỏ là bên em làm thêm thôi. Thì cái phần gỗ gõ đỏ này là ghép vào thêm để mà có thể làm giảm cái giá thành của sản phẩm xuống, cũng như là nó không ảnh hưởng gì tới chất lượng của sản phẩm nha cả nhà. Đó, thì bên em là khi mà bán hàng thì hàng hóa là như nào thì sẽ nói là rõ là như đó luôn. Còn ở toàn bộ bề mặt bên ngoài của bàn bàn ghế này á, thì đều được là gồ làm gỗ cẩm lai nha. Đó, đây mọi người thấy là những cái vân này nó rất là đẹp, và ở đây thì chúng ta sẽ được chạm theo kiểu là những cái phần mặt nghê nè, đó những con tiện giống như cái con tiện cầu thang á mọi người. Đó, một cái bệ chân rất là lớn, và cái này á là sẽ là dạng lắp ráp cho nên là mình sẽ tháo bàn với lại tháo chân riêng nha. Còn về cái phần ghế ở đây á, ngoài cái dòng chất liệu là gỗ cẩm lai ra thì bên em sẽ kết hợp thêm một cái dòng chất liệu nữa, đó chính là nu của gỗ gõ đỏ nha cả nhà. Đây, cái phần lưng này nó sẽ là cẩn thêm nu của gỗ gõ đỏ nha. Đó, ghế thì nó sẽ được được chạm đào nhỏ nè, và lưng thì sẽ là lưng tựa lục bình, mặt thì là mặt khung tranh. Đó, cái phần lưng này thì rất là dày dặn, thì để em sẽ ngồi vào cho mọi người xem ha. Đó, em quay ngang qua cho mọi người dễ xem. Đây, cái phần mặt ngồi này nó cũng rất là thoải mái và rộng rãi nè. À, khi mà mình ngồi vào á, thì bởi vì cái phần lưng này nó làm cong á mọi người, nó làm uốn từ dưới uốn lên, cho nên là khi mà mình ngồi vào á, thì nó rất là thoải mái nè. Đó, ghế thì phần ngồi rộng rãi nè. Đó, những cái chỗ hàng này á, thì em chà nó rất là láng luôn mọi người, láng từ bên trong cho tới bên ngoài luôn nha. Đó, chân là chân hổ phù nè, bốn chân đều là hổ phù hết, và bộ này á, thì đục chạm hết sức là kỹ lưỡng luôn, ở những cái phần mà sâu ngóc ngách này thì cũng đều làm trơn cho mọi người luôn, cho nên là để mà mọi người vệ sinh cái bộ này á thì nó rất là đơn giản, mọi người chỉ cần là lấy một cái cọ với lại là một cái khăn ấm thôi thì mình lau sơ qua là nó đã rất là sạch sẽ rồi ha. À, hàng thì rất là mịn nè. À, nói chung á là những cái hàng mà cao cấp này á thì bên em là cũng phải kiểm tra chất lượng rất là kỹ trước khi mà đưa ra thị trường, tại vì những cái hàng này á thì đâu phải là ai cũng có thể mua đâu đúng không mọi người. Khi mà mọi người mua một cái sản phẩm cao cấp á, thì mọi người sẽ coi kiểm tra rất là kỹ luôn ha. Và cái bộ này á, thì nó sẽ gồm một bàn và 8 ghế, thì bên em đang bán với cái mức giá niêm yết là 139 triệu. Nếu mà quý khách hàng quan tâm thì mọi người hãy để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận, hoặc là liên hệ vào số hotline của em là 0908 356 119 để em có thể tư vấn cho mọi người ha. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở đây nha.